Ông hả? Ông. Em bên nóng quá nhờ. Nóng quá, mùa này thì phải hết mồ hôi. Mùa này thì nóng quá. Đúng rồi. Phải có máy quạt à. Máy quạt đúng rồi. Quạt cả ngày. Như nhà anh ở đây là nắng từ sáng đến tối luôn đấy nhỉ? Từ sáng chiếu từ sáng đến tối luôn đấy nhỉ? À, buổi trưa thì vẫn nóng rồi. Buổi sáng thì vẫn mát bình thường. Rồi. Ở đây là mặt trời là nó lặn sang bên màu, bên này hay là mặt màu từ đây lên à, nó có cong lên ra kéo ra bên này à, lặn sang bên này à? Vâng. À thế thì tầm 4:30 là mặt trời chắc khuất cái núi này rồi nhỉ? Vâng, cái đồi trên này này 4:30 là khuất đồi cao trên này. Vâng. Thế thì còn đỡ tí. Thế thì tối vẫn mát. À tối, buổi sáng với buổi tối thì mát. Buổi nếu mà thì nhà nào mà sáng mà mát xong là chiều là nắng đến khi mặt trời lặn đấy, cái nhà đấy là tối rất là nóng luôn. Và không ngủ được. Đúng. Thế thì tối thì không nóng mẹ. Còn đúng rồi, tối là như kiểu mình vào lò ấy. Nóng. Yo. Như kiểu mộc hạt hạt gì đấy phải không? À. Màu cái tự tự màu ra chắc là muối cá nữa. Muối cắn, muối đốt đúng không? Và muối đốt. Uống hết chưa? Làm sao mà bây giờ bán được cái nhà này? Thôi chút chút. Cắt. Cho nó uống hết sữa đi. Thú thịu quá. À. À chắc là ui rồi. Vẫn còn nhiều sữa thế bóc bim bim nữa. À. Tay đang cầm kẹo đúng không? Nó à? Đây là con đây nó là, gọi là nó bim bim à. Nó là ăn. Nói nào. Nó là ăn. Ừ nhưng mà bim bim này là vẫn nói là bim bim à? Là bi tha. Tha. Nó tha. À. Sữa là mi. Nó mi. À, em cũng không hiểu gì lắm. Nói chỉ em chỉ biết nói một tí. Nghe em tí. Dễ thôi mà. Vâng. Học dễ mà. Hào Long tí em biết. Thank you.
Thầy biết hôm nay chịu khó đấy nhỉ. Cho cái. Ờ. Cô cho phân vào chưa? Cho nào. À. Cây này nó vẫn tốt nhất đấy nhỉ. Vừa làm à hay là làm lâu rồi? Vừa làm à hay làm lâu rồi? Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Hiện tại là cuối giờ của ngày cuối giờ buổi chiều ngày thứ bảy rồi, thì Minh Hiếu lại đưa tất cả quý vị đến với nhà em vườn hai con. Thì cứ khoảng độ một tuần hoặc là hơn một tuần gì đó thì Minh Hiếu lại trở lại thăm nhà em vườn hai con để ghi lại những hình ảnh, những cái thay đổi về cuộc sống hàng ngày của em vườn hai con. Đấy, thì hôm nay em vườn hai con đang vun những cái cây mận mà Minh Hiếu trước kia trồng cho em Vân. Đấy, sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video của Minh Hiếu nhé. Ấy à, đi lầu xay. Đi đâu em? Đi mở cửa đi à, thế công hộ anh Vân làm này à? Có. À, thế đi mở cửa đi, trong hộ anh Vân làm đấy. Cho sớm. Không, à? Anh cùng anh làm. À. À, thế thì không cô đi làm kiểu gì? Thế đi cô đi. Có cô không? Mở chứ mở. À, hiện tại thì cũng hơi tối một tí nên là quý cô bác anh chị là thông cảm cho Minh Hiếu một tí. Bây giờ mới mát mát tí, chiều nay cũng hơi nắng. Chiều nay em có đi làm với Hiệp không? Chiều nay? Ờ. Đi mà. À vẫn đi à? Ngày nào cũng đi đúng không? Vâng. Đấy. Thì trước kia Minh Hiếu cũng có cùng với em Vân đi ở những cái chuyến ở nhà em Binh Nhì, rồi là nhà em Vân một con. Thì có quý bác anh chị cũng có hỏi là hiện tại thì em Vân có làm với em Hiệp nữa không, rồi là vân vân. Thì em Vân là vẫn làm cùng tem, hiện tại là đang trong tem của Tam Giác Mạch nhá, em Hiệp Tam Giác Mạch nhá. Chẳng qua là hôm nào nhàn rỗi thì sẽ đi với Minh Hiếu để kiếm một chút thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Đây. Đấy, phải vun cho sạch sẽ cỏ đấy. Anh dễ hết cỏ xong là anh lấy một ít đất anh lấp cái phân vào ấy. Đấy, nhiều cỏ thế. Ẩm. Lấp cái phân đấy, lấp cái phân vào, lấp phân vào nó mới tốt được. Lấp vào hết đi. Ở bên dưới này. Đấy. Đấy. Đấy, gốc bên kia. Đấy, xay làm từ đây đi đi. Ủa, chỗ này rộng quá rồi. Đấy, gốc kia đấy anh. Xuống đi ở dưới này em. Cây mận đang trong thời kỳ phát triển tốt. Cây này là đây, ngọn này là bị sâu ấy đúng không? À, bị sâu, sâu à? Còn sâu. Không, em để cho nó rộng quá. Em phải làm cỏ thường xuyên nhé. Để nó rộng quá là nó ấy ngay. Sâu ăn ngay. Đấy, làm nó rộng rộng tí. Cứ đà này là sang năm là có quả đấy. Cây này chanh lộn đây. Tẩy thở với mấy lời anh nhỏ thật sống lắm. Thì chắc được cá. Hát cho anh nhỏ. Ở đấy đất khô quá anh nhỉ. Đấy, đất khô này là anh phải cho nhiều phân đấy, cho phân chuồng nhiều vào nó mới giữ được ẩm đấy. Cây này không tốt như hai cây mấy. Cái này lúc trước là trẻ con bẻ ngọn đi rồi. Trẻ con bẻ ngọn à? Ở đây bây giờ nó đang. Cây này đang bị sâu đúng không? Cái này như kiểu có vẻ yếu yếu đấy. Và Cái này yếu nó lớn trận lắm ạ. Lớn trận. Cái này phải bón nhiều vào. Ừ. Cho nhiều phân vào. Và. Chịu khó chăm sóc thì mới có quả ăn được. Nhiều khi suốt ngày để tưới nước.
Nhà xây là chưa lên nhà mới đâu đúng không? Ừ, chưa lên. Chưa lên ngủ tối nào ạ? Lên ngủ rồi. Cái xúa là vẫn ở dưới đúng không? Thế hôm nọ là bố em lên đây thật à? Lên lên thật á? Thế lên là bị đuổi luôn à? Lên mình không nói nhiều á. À. Thế cái gì nhỉ? Dây chuyền đâu? Dây chuyền không lấy rồi. Đây không lấy à? Đã trả lại bố à? Trả lại á. Không trả lại à? Vứt luôn á? Bố lấy về đùa. À. Bố lấy về đùa á? Thế bố lại lấy đi hay là kiểu gì? Bố lấy về đùa thì bán cái nhà đi ra chơi của anh trai gì hết rồi. À đấy. Mua cái loại. Không phải bạc đúng không? Kiểu rồi, không phải. Chứng tỏ bố rất là đều nhá nhỉ. Tưởng là dây chuyền bạc chứ là dây chuyền nhôm thôi. Tưởng là cái bàn đồng thôi đúng không? Vâng. Nó mạ mạ nhôm vào trong là một thời gian là nó mòn hết trong là nó dỉ vàng khè đúng không? Vâng. Thế hôm nọ anh đeo anh thấy đeo cứ tưởng là đây dây chuyền thật chứ. Đấy, hôm nay là hai thanh niên rất là siêng năng chịu khó. Em say súa. Hiện tại thì em say súa thì cũng chuẩn bị lên ở đây rồi. Hàng xóm của em Vân rồi. Đây là hộ tới này xây ở đây thì sang đây ăn quả luôn là vừa gì nữa. Nha. Nếu mà Vân sau này nhiều quả là cứ mang sang nhà xây bán cho chưa? Đúng rồi. Để trước cửa bán đi à? Bảo xây bán hộ cho. Mùa này mùa mưa này nó mọc cỏ nhanh lắm. Em cứ khoảng tháng, 2 tháng đi, 2 tháng phải làm cỏ một lần đấy. Mùa này nhanh mọc lắm. Ây, xay. Thì nó có cái vọt đi được. Đấy, mỗi lần vào đây là có rất là nhiều cái thay đổi. Đấy, em Vân thì cũng đã cắm đấy. Đậu hôm nọ trồng cắm rồi đúng không? Đấy, mấy đứa là được ăn đấy, chịu khó tưới nước tí. Đấy, sắp có đậu ăn rồi đấy. Cái này thì tốt. Cái này tốt nhất đấy nhỉ. À cái đầu kia mới đẹp. Anh thấy cái đầu kia đẹp. Cái này tốt rồi. Nhất. Đây xay cúc cho nó bằng đi. Cúc đằng sau ấy. Cúc cho nó lấy đất ở đây đắp ra kia. Cho nó bằng ấy. Thoải thoải này là nước nó không giữ được ấy. Hiểu chưa? Cú đằng sau này. Cú đằng sau này. Đúng. Cây này cũng tốt đấy, xanh lét. Cứ cây nào xanh lét là cây đấy tốt đấy. Cây nào vàng khè, hai cây kia là sắp chết rồi. Sắp chết là bị sâu rồi. Cây này cũng tốt mà, cây một cây này còn tốt hơn cả cây ngoài kia ấy. Đầu cái kia ấy. Cái này tốt hơn. Xay là không có đất đâu nhỉ? Có đất thì trồng cây là tốt đấy nhỉ? Vâng. Không có đất đúng không? Vâng. Nó có tích tưởng này nó phải chuyện chó này khắp phố này để lội dịp tối này ạ.
của chó nỉ hả? Cái này chết rồi. Chó nào mất rồi. Cái này chết rồi. Còn cây kia. Cây này là cây mít. Cây mít này tốt đấy. Mấy cái cổ rừng này về thì đấy, cái cây này thì chết hết rồi. Cổ rừng nhiều thì cao chết hết. Đâu có quả chưa? Anh say. Dạ. À anh Vân nhỉ? Đâu có quả chưa? Ừ. Có đâu? Có hoa rồi. Thấy có hoa rồi đấy. Xong được không? À. Hơi tối một tí để cho anh hai anh em này làm cỗ nốt cho xong đi. Cái này gọi là cái gì say? Tiếng mô. Tiếng phổ thông ấy. Quên rồi. Lại quên rồi. anh vừa nói em. Anh Hiệp nói lại quên đúng không? Ừ. Cây mít. Đấy, ở đây quý vị có thể thấy đây. Xanh mướt hết rồi. Để dưa chuột đấy. Ở đây bây giờ thành rậm rạp luôn đấy. Vân ơi, Vân ơi, em mai em bây giờ tối rồi, mai anh bảo này, đây, lấy cái cây xoài á, không, xong chưa, xong rồi đi về đây. Các anh về con chó này biết không cắn. Rất là ngoan. Đây anh bảo này, mai em cắt cái chỗ cỏ gần cái xoài kia đi nhá. Cỏ voi ấy. Không mai nó chết đấy. Vâng. Nó rậm quá nó chết đấy. Vâng. Cây đu đủ đấy nhá, gần cái chỗ nào gần này, cây chuối này đây này. Cái chỗ nào mà gần những cái cây mà mình trồng ấy. Vâng. Thì em cắt đi. Vâng. Cắt đi cho bò chết đi. Vâng. Ờ để làm cái gì? Đấy. Không nó sắp tua đấy. Sắp chết đấy. Nó dập nó tối nó không thoáng này. Đấy. Thôi đi vào nhà đi nhỉ. Và lại dập quá nó hút hết chất dinh dưỡng. Đấy. Hôm nay bác có sữa cho này. À. Hai đứa này có uống tiếp được không? Uống sữa được không? Đây à, đây uống một hộp rồi đúng không? Một hộp rồi đúng không? Rồi đi bim này. Cho ăn thôi. Còn nhiều lắm ạ. À? Thế cho đi mai ăn. Đây cho mai ăn nhá. Để lúc khóc thì... Để lúc nào khóc thì dỗ nó. Lừa nó. Lừa cho nó đi. Cho thì phải đi. Không có kiểu nữa. Không có kiểu nó khóc cả ngày. Không kẹo không ngày à? Ờ thì mai em đi mua kẹo mút đây. Em Hà thì kẹo ăn kiểu thì ăn kẹo mút thì nó mới được lâu. Nếu ăn thì xây giống như xây xây thì ở đi mua. Nhưng thì biết nó là còn không là chưa biết nhưng mà lại sẽ ăn kiểu thân. Nhưng mà nó cắm cắm cái này cũng ghê nhá, nó ngã cái nó chọc đấy. Ừ. Nó ngã một cái là nó sợ nó chọc vào họng. Ờ uống đi. Em xây đấy. Hôm nay thì đưa tất cả quý các bác, anh chị và mọi người vào nhà em Vân thì cũng hơi tối nên là cũng không quay được gì nhiều. Các em say ở đây đang hộ em Vân vun mấy cái mận kia thì vun xong là cũng tối rồi. Vân ăn cơm chưa? Em ăn cơm chưa? Chưa. Chưa à? Thế anh cứ tưởng là bình thường là tới 4 giờ thì ăn cơm rồi đấy. Không. À? Có khách là mới 4 giờ ăn cơm à? Nghĩa là có người về hộ mình là 4 giờ mới ăn cơm đúng không? À, nghĩa là mình làm cái gì là 4 giờ là mình phải ăn cơm rồi. Nấu cơm cho người khách rồi đúng không? À, còn nhà mình không ăn là vẫn ăn muộn thì... Mình ăn lúc nào cũng được. À, thế...
Anh tưởng mấy lần vào kia thấy ăn 4 giờ, 4 rưỡi ăn 5 giờ ăn cơm. Nó là có khách, nó giúp mình ăn sớm. Dạo này là cũng đi đều đấy nhà. Đi đều với Hiệp vậy nhà. Cũng là nghỉ vài hôm. Nghỉ vài hôm à? Nghỉ vài hôm rồi. Anh kia cũng mà xuống ở Hà Nội thì có. Đúng rồi, Hiệp đang đi Hà Nội. Cũng anh quê và anh chồng đi. Vài ngày. À. Thế say tối này vẫn về say? Đấy là cũng ngủ đây mà. Vẫn ngủ đây, ngủ đây đi. Nhà cửa là sợ, sợ, sợ cái gì thì không về. Nhà của bác sợ thì sợ. Sợ quá, ngủ ở đây. Nhưng mà nhà bác say cũng xuống cấp quá nhỉ, nghiêng hết rồi. Lên ngủ trên này thì vì sao thì lên ngủ bác cổ thì không thì ở dưới kia trong hồ trong nữ. Ngày thì cứ phải lên đây ngủ trong cái nhà. Cái nhà. Một mình ngủ có sợ không? Em có sợ có gì đâu. Có sợ gì? Mình ngủ sợ thế sao xuống không lên đây? Sao hai đứa không lên đây ngủ luôn? Ngủ bác say rượu về thì bác mới được có một người cho nước bác uống. À lấy nước gọi là bác cái bác uống rượu suốt à? Bác thì có ngày thì uống rượu, có ngày thì đi cắt cổ bồ. Uống rượu thì uống ít. Uống rượu nhưng bình thường thì... Tức là uống là về là khát nước quá là xuống là phải lấy nước cho uống đúng không? Làm thế thì bác mới đi cắt cỏ. Bác mới đi cắt cỏ nhiều. Lúc bác say rượu bình thường thì bác thì đi cắt cỏ nhiều quá. Không đi cắt cỏ luôn à? Không lấy nước cho uống là không đi à? Mình không lấy, bác khách tự lấy mà. Khách tự lấy xuống bác uống, xuống bác ngủ. Thế bố nó đo lên là lên thôi là vào một tí không về luôn. Bố vào thì em mới bảo là em gọi cho anh quyết buông lên mà gọi thì chắc là em không phải là bố con bố của em thì em mới bảo là gọi không gọi em mới gọi chưa lời thế gọi quyết gọi anh chồng anh quyết thế xong là bố là về luôn về Bắc Quang luôn Vị Xuyên hay Bắc Quang? Bắc Quang Vị Xuyên hay em không biết rồi thế bố có bảo là định về ở đây không? Bố cứ bảo là nhà của bố đi làm về, bố đi chở một bạn bè về. Thì bố bảo là nhà của bố. Nhà này á? Đó, nhà này đâu mà nhà của bố đâu mà đòi. Bảo là bố đi làm mấy năm mới làm được một cái nhà thế này thì anh mới về, anh với anh cũng về. Mới cho bố sống. Nhưng mà nhà này không phải nhà bố đâu, đất của bố đâu. Đúng không? Bố còn tìm đất không? Có. Thế sạch luôn á? Sạch. Bán hết sạch? Thế là bây giờ là không còn một cái gì cả? Thế bán cho ai là đấy? Bán, đợt trước thì bố bán đấy bán cho ai? Bán cho bác hả? Hay là bán cho hàng xóm? Em không biết à? Nghĩa là bây giờ em không có một tí nương, không có một tí nương nào? Nương không có tí nào? Alo? Thế là cũng vất vả, khó khăn. Tí nương bé bé to như cái ngón tay này thì hầu hết là chỉ lại đi làm về mua một tí. Cũng được nhưng mà không bị trồng cây lắm được mà không thì bác say bớt cho một ít được bác say nhiều thì cũng nhiều thì khỏe thì mình đi đầu cậu danh mình cũng vẫn đi ấy. À thì, vẫn có thì vâng thì tuôn rừng thôi hai to thì mình đi một ngày thì chắc là một tí như cái nhà này thôi như này thì nhưng mà làm nương bây giờ cũng không ăn thua rồi nhỉ vâng. Đào bây giờ đắt quá để trồng ngô cũng tốt vâng năm nay ngô tốt đâu không không bình thường không bình thường à năm nay đào đắt quá nên là ngô có nhà là không mua được đào không mua được đào về có thì không tốt đâu đúng không nhìn nó cũng tốt như năm ngoái tốt hơn năm ngoái thì phân đại sau này phần đạo 1 triệu còn bao 50 cân sợ quá bao bế thì 2 triệu rưỡi á à 200 rưỡi chứ 200 rưỡi sẽ là 2 triệu rưỡi 2 triệu thì bắt đi mua thì một bao to cái bao chất trắng thế bác say là có nhiều đất lắm à có nhiều thì không đi làm thì có dân thì mọc về hết đúng không mình đi cắt cỏ còn sợ
ông ấy. Em bị ông chửi nhiều rồi. Bạn đi uống rượu nhiều làm sao có thời gian đi 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 nhổ cỏ danh đúng không? Em đi cắt cỏ ở trên ấy. Em thấy một tụ ông to đuổi em chạy em ngã đấy. Mình cầm chạy thì cầm đuổi mình luôn. Thế tí về không hay là về cùng anh? Một tí á. Có về không hay là cô dám về? Cô dám về không? Về thì em ngủ trong nhà. Anh thì anh khác về nhà anh ngủ thôi. Còn em thì đưa em một duyệt em có về nhà em ấy. Hay là ở đây hay là ngủ đây? Ở đây. À ngủ đây cũng được. Được là nếu mà về thì về với anh. Mà là về thì ngủ với bác bà thì cũng ngại. Đây cô bình thường là ngủ với bác bà. Vâng. Nhà sát thủ thì không dám ngủ. Cái nhà của bác hôm nay đi mình ngủ ngủ đi. Em còn có to lắm rồi to về thì mình chết ở trong cái nhà. Một tiếng một phát pả thế này thì mình thì ra đi đâu hết rồi. Ra nó mình không chết thì tay chân thì phải thì sao? Thế là hôm đó bố đây thì bố đã hẹn bên hai lần rồi. Lần này là hai lần. Lần thứ hai rồi đúng không? Vâng. À. Lần này lên là không có gì à? Lần này thì 200 đồng có khi được. Lần trước cháu cái gì với gì nhỉ? Lần trước à? Dây chuyền với gì nhỉ? Dây chuyền nó tiền điện thoại. Tiền là cái gì? Tiền bao tiền? 1.500.000. 1.500.000? Vâng. Mỗi người được 1.500.000? Không. Hay là cả hai anh em được 1.500.000? Xóa là đi ép tóc nữa. À dạ, cho xuống đi ăn cốc nữa. Đấy, cho 3 triệu bảo là em mua một cái máy. Cho em thì còn bao nhiêu thì cho xuống đi ép tóc xong thì còn bao nhiêu thì mua cái gì ăn. À, thế bây giờ là đợt này về là lấy hết đi rồi. Đợt này về thì thu hết. Thu hết điện thoại này đúng không? Điện thoại thì em không cho, anh cất ở trong cốc xe rồi. À, thế lấy dây chuyền đi. Dây chuyền thì em... Dây chuyền thì dây chuyền giả, dây chuyền gì đúng không? Đấy, thì em cứ đi vứt đi à? Ừ, ôi, cái dây kia, dây xích họ đeo cho chó rồi. Dây xích chó rồi. Đen xì hết sao vào vàng nữa. Đấy, và khè đen xì hết đúng không? Vâng. Thế. Chưa. Bố điểm thật nha. Dây chuyền giả nữa, không phải. Bố dây chuyền giả cho say nữa. Vỡ vang vẳng nha. Thế mình không biết là mình mới đâu, mới làm sao biết được. Mới không biết đâu. Nặng nữa. Cái đấy nó chỉ cần chạm vào nước mưa là hoặc là mình tắm nhiều là nó cổ là nó mòn cái lớp chẳng thôi rồi. Bố em bảo là tắm nó không soi em thử tắm 2-3 lần thì anh nhìn thì vàng rồi thì em bảo là ôi sao vàng rồi. À, hôm nay vào thì hai bạn này vẫn rất là ngoan. À, bạn Dây, bạn Hà. À, bình thường em đi quay với Hiệp là gửi em gái anh ba trong hộ. Em gái thì về đang nghỉ hè đúng không? Về hộ bố mẹ hết rồi còn bố mẹ có lúc thì em bỏ các em của chỗ sống ra trong nhà với chúng con thôi. Được. Thôi chịu khó đi làm thôi, biết làm sao. Em trai em không thì không có ai em. Bây giờ đi làm thì là có tiền mua gạo đấy nhỉ? Anh phải bỏ hết tháng này làm sao? À, đấy, thì hết tháng mới có lương chứ, làm gì chẳng thế. Ừ. Hết tháng mới có lương chứ. À làm sao? Làm sao, làm sao? Hả? Làm sao? Ăn nói. Chắc là buồn ngủ à? Chưa ăn cơm nó buồn ngủ là nào? Hả? Buồn ngủ thì mình cống một tí cho nó. À, nhiều quá rồi đúng không? Chắc chưa không ngủ đúng không? Chưa ngủ không? Không ngủ, chưa thì lại chưa. Đấy, chưa không ngủ thì bây giờ nó buồn ngủ là đúng rồi. Buồn ngủ là đúng rồi. Hà thì say rượu chưa? Bên đây thì chưa say rượu mấy. Cứ say năm nay là lớp 9 nhỉ? Lớp 8. Năm học mới này bắt đầu vào lớp 8 à? Vâng. Thế năm ngoái là học lớp 7 à? Vâng. Sao nào kém thế? 15 tuổi rồi đúng không? 14 à? 14 tuổi. Sao nào lớp 9? Thế đúng một lớp à? Hay là đi học muộn một lớp, một năm? Lúc mình đi học muộn ấy, bố em làm giấy tờ. À,
À, đi học muộn một năm đúng không? Ừ. À. Lúc mình mấy tuổi mình mới đi học mới giấu mà. Thôi thế thì năm sau năm là học lớp 8. Đấy, cố gắng học đến học lớp 12 được. Đi công ty thôi nhỉ, hay là đi để nhiều việc mà không phải lo. Không đi ra như kiểu anh Vân này. Là giống anh Vân là đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn khác như kiểu đi cùng anh Hiệp nhỉ. Mong thì chỉ là dạy nhất là lớp 9 lớp 10. Không, có ít là phải học giỏi chứ, nhiều người mong người ta học tiến sĩ, thạc sĩ. Nhiều người mong ở em xem ở tỉnh người ta cán bộ mong nhiều mình, này. Cố gắng thì học hết, chỉ là mình cũng đang biết nhiều. Còn còn những người học không học giỏi thì nên đi học, còn học kém kém tí thì học hết 12 là cũng được rồi. Nhé. Học hết 12 xong đi làm thì được. Học kém nữa thì học hết lớp 9. Bây giờ chắc là đi học thì không nghĩ đến cái chữ rồi đúng không? Ừ. Nghĩ đến nhiều thứ quá đúng không? Cả nhà không đi hết. Thế bố của Say là bỏ Say đi từ lúc học lớp mấy? Lúc đó em 6 tuổi anh chỉ nhớ 6 tuổi thì chưa học lớp 1 đâu. Ừ. Lúc đấy em chưa đi học đâu. Ừ. 7 tuổi em mới học lớp 1 mà đúng không? Ừ. Năm nay chuẩn bị vào lớp 8 thì 7 tuổi mới học lớp 1 à. Đấy. Lại có khách à? Ông ừ, sao khách? Qua đường, chắc là có người qua đường. À, người qua đường mà sủa. À. Giờ ăn hết cái kẹo mút rồi. Đấy kẹo mút là mới được lâu ấy. Kẹo mút thì có cái pin thì ăn nhé. Pin thì ăn một tí hết rồi. Kẹo mút thì nó mới mút được lâu. Thế là Say định học lớp 9 xong là nghỉ à? Vâng. Lớp 9 xong là nghỉ luôn. Là định đi làm cái gì? Xong thì đi làm công ty. Công ty á? Vâng, đi làm công ty một năm thì về. Chắc là không được nhiều mới được. Cần gì công ty? Công ty. Nếu mà sau này anh giàu ấy, anh làm trang trại ấy, thì em đi đi làm cho anh rồi nữa. Thế sao? Em còn học 2 năm nữa các bạn đúng không? Biết đâu 2 năm sau anh giàu thì sao? Rồi anh mở một cái trang trại dê chẳng hạn. Trang trại bò chẳng hạn nhỉ. Trang trại dê thì khó chung. Hả? Có chung mấy con dê. Dê thì cứ nhịn đi nhịn lại. Mình có chăn quá. Không thích chăn dê à? Ừ. Dê nhưng mà dê thì ăn in. Vâng. Dê in với lại phát triển nhanh. Không, dê anh vẫn thích nuôi dê đấy. Một na đơn được... Ừ, dê hai con. Hai lứa. Hai lứa. Ừ. Người ta phát triển nhanh. Phải lăn. Không, trang trại phải nuôi nhiều chứ, mấy chục con chứ. Lúc đấy đi làm mới có tiền chứ. Nuôi mấy con thì làm gì? Nuôi mấy con thì nuôi thịt thôi. Nuôi khoảng 10 con. 10 con thì nuôi thịt thôi, nuôi gia đình thôi. Nếu mà trang trại thì phải 100 con. Đấy, 200-300 con thì nuôi. Nhiều thì đi đánh nhau còn dê còn chết hết. Ôi, mình nhốt vào chuồng như từ chuồng một chứ. Chuồng chát, chát thì đấy. Không thì ở Say ở đây ít đất quá nhỉ. Ít đất không làm được. Nếu mà sau này đi làm về mua được cái đằng sau của nhà em ấy thì làm chuồng trại đấy đẹp. Làm chuồng trại gà, chuồng trại dê có gì chuồng trại dê. Chỗ đấy cho đẹp à nhỉ. Chỗ đấy nếu mà em sau này em đi làm thuê mua được là tốt đấy. Mua sát về mua. Đấy. Chỗ đấy họ có bán không? Có hỏi họ. Mình chưa có tiền thôi đúng không? Chưa có tiền chắc chưa có công trồng cái gì nữa. Đấy, ở đây có thấy trồng gì đâu. Trồng ngô không tốt đúng không? Chỗ đấy. Bởi vì gần gốc cây tre. Nó không tốt đâu. Đấy. Cây tre sắp phá đi. Cây tre ở đây có cái gì đâu. Chỉ là lá tre vào trong cái bể nước thôi. Đấy. Dạo này nước thấy thoải mái đấy nhỉ. Thoải mái nước đấy nhỉ. Cái tết của anh thì thường tết của anh Vân thì không Vân dùng phải tiết kiệm một tí phải tiết kiệm một tí mình giặt rũ xong mình rửa giấy các kiểu ấy tiết kiệm em thì có bể nước không à ngày xưa là chỗ cũ của em kia có phải đi điêu nước không có điêu tận đâu à chỗ dưới ruộng này đi à hay là lấy là ở bên nhà cũ ở lấy cái uống nước của anh ở gần cái bể nước à cái bể nước của chú sống à
Thế là cũng không phải đi uống nước nhỉ? Anh thấy đi nhiều chỗ là người Mông và cao quá, toàn đi uống nước thôi. Vâng. Nhưng chỗ Lũng Màng với lại cái chỗ em đi mấy hiệp là đi chỗ Khâu Cua ấy nhỉ? Chỗ đấy có đi uống nước không? Cái nhà đấy có đi uống nước không? Chỗ mà nhà của kia ấy. Bè kia ấy. Có. Đi uống nước không? Nó bảo là điều ở dưới đấy, chỗ đấy cao mà. Chỗ đấy phải đi uống nước. Cho đi đuổi nước ở dưới suối về uống nước. À. Lấy mua 2 thùng 20 lít làm 2 lần nữa. À. Lúc trước anh có 8 tuổi là 10 tuổi đã đưa cái 20 lít đi rồi. 20 lít lên dâu là cũng mệt đấy nhờ. À, ăn ăn hết chưa? Đấy thì hôm nay mình Hiếu vào đây thì cũng mang tính chất là vào thăm cái cuộc sống của em Vân thôi. Để cho quý cô bác anh chị lâu quá sợ bị lãng quên. Với lại vào xem là em Vân sau những cái ngày mà mình Hiếu không vào thì có những cái thay đổi gì. Thì đến đây thời lượng video của mình Hiếu xin phép là tạm dừng đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào. Ok.